Hello, xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết hiện nay việc hậu kỳ ảnh rất quan trọng. Đối với cá nhân tôi làm dịch vụ thì tôi cũng phải bỏ ra một số vốn để đi học, giúp nâng cao tay nghề cũng như giúp cạnh tranh trong nghề nghiệp dịch vụ ảnh cưới. Chụp tất cả các loại ảnh trừ ảnh đám ma ra. Vậy nên tôi nghĩ chuyện hậu kỳ ảnh ngoài việc biết chỉnh các thanh công cụ trong Photoshop hay trong Camera Raw hoặc là Lightroom, nó còn có những kinh nghiệm lựa chọn tông màu cho thích hợp với bối cảnh hoặc là dựa theo cái tấm ảnh gốc mà chúng ta chụp nó như thế nào nữa. Vậy hôm nay Thái Lai chia sẻ ba cái mẹo trong việc hậu kỳ màu sắc. Thứ nhất, ví dụ như tấm ảnh này. Anh này Thái Lai sưu tầm ở trên mạng và cũng không biết tác giả của ai. Nếu tác giả có xem video thì xin vui lòng cảm ơn giúp Thái Lai nhé, để Thái Lai biết Thái Lai sửa lại cái trong cái nội dung. Ở trong video này thì chúng ta không nói đến tác giả chụp như thế nào nhé. Chúng ta chỉ nói nhìn tấm ảnh như thế này thì chúng ta blend màu sao cho nó thích hợp. Theo kinh nghiệm của Thái Lai thì trong trường hợp này Thái Lai chỉ nghĩ đến trong đầu với tấm ảnh như thế này. Mình sẽ blend màu để ăn gian những cái khuyết điểm trong tấm ảnh. Khuyết điểm trong tấm ảnh này là gì? Đó là tấm ảnh này hơi bị noi, các bạn có thể xem đây, và hơi bị tối. Ảnh bị noi, nếu chúng ta blend màu trong sáng thì sẽ lộ ra những cái điểm yếu cho người khác nhìn thấy. Vậy nên chúng ta blend màu fill, nó có thể ăn gian giúp chúng ta đánh lừa thị giác trong nhiếp ảnh. Khi chúng ta blend màu fill thì chúng ta có thể tạo ra hạt hòa trộn với noise, giúp cho người nhìn nghĩ đây là màu fill nên nó có hạt chứ không phải là ảnh bị noise. Và các bạn có thể thấy ảnh gốc và ảnh blend màu. Đây là ảnh mà Thái Lai đã blend màu và Thái Lai đã cho hạt vào để nó hòa trộn với cái noise để giúp chúng ta nhìn cảm tưởng đây là ảnh fill. Cho nên nó có cái hột như thế này. Đó là cái nghệ thuật đánh lừa thị giác. Và cái màu blend màu này thì Thái Lai cũng đã chia sẻ ở trên YouTube về cái preset rồi. Thái Lai cũng dùng nó áp vô mà thôi. Các bạn có thể xem cái video đó để các bạn hiểu nhé. Mẹo thứ hai, ví dụ như tấm ảnh này. Tấm ảnh này của tác giả Đông Đoàn, anh ấy đã chia sẻ trên kênh blend màu, giúp anh em tập blend màu trong cái mùa dịch Covid. Và đối với tấm ảnh này thì Thái Lai blend ra màu này. Đây các bạn có thể xem. Và tại sao Thái Lai chọn màu này? Đó là Thái Lai từng nhìn qua cái màu này của người khác họ bên. Tức là mình nhìn ảnh của người khác xem cách họ phối màu. Về trường hợp này họ phối màu như thế nào thì mình tập theo người ta mà phối. Và Thái Lai đã chọn ra cái tông màu như thế này. Để các bạn xem lại cái ảnh gốc và ảnh blend. Vì sao? Trong blend màu có hàng triệu màu, chúng ta không thể nhớ hết màu nào đi với màu nào cho nó hợp, nên chúng ta phải nhìn ảnh của người khác để phối. Nếu thấy đẹp thì chúng ta tập blend theo thôi. Đây là cái thứ hai mà Thái Lai muốn chia sẻ đến mọi người. Cái mẹo thứ ba là chúng ta có thể nhìn cái bảng phối màu này. Ở trên bảng phối màu này chúng ta có thể áp dụng nó để mà chúng ta phối màu khi chúng ta làm hậu kỳ ảnh. Ở đây chúng ta nhìn thấy màu vàng, thì kế bên màu vàng là màu gì? Màu xanh, và cái màu nó vàng nhạt hơn chút. Và kế bên màu vàng nhạt là màu gì mà vàng đậm một chút? Và cái màu vàng đậm là màu gì mà orange chút? Màu orange là kế bên orange là màu gì màu đỏ? Và cái màu đỏ là màu gì màu tím? Thì chúng ta thấy cái bánh xe đi vòng tròn đây thì các bạn đã thấy rồi. Thì các bạn có thể dựa trên cái bánh xe phối màu này để chúng ta phối cho nó điều hòa. Thì cái bối cảnh bên trong tấm hình này các bạn cũng đã thấy cái ảnh gốc, cái tác giả đã chụp ở cái cảnh trong cái bối cảnh như là gọi là Trung Quốc rồi. Thì Thái Lai cũng là nhìn cái bảng phối màu này, Thái Lai phối ra cái màu như thế này. Hoặc là các bạn dùng cái mẹo thứ hai mà Thái Lai đã chia sẻ. Đó là cái mà Thái Lai muốn chia sẻ với mọi người trong cái hậu kỳ blend màu, chúng ta phối màu như thế nào, là chúng ta có ba kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho các bạn khi mà lựa chọn đưa ra một tông màu để cho nó thích hợp cái ảnh gốc của các bạn chụp như thế nào. Rồi video hôm nay đến đây thôi, hy vọng rằng cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn mới tập tành vào blend màu, hiểu được và có những cái kinh nghiệm để mà phối màu, lựa chọn cho mình một cái tông màu cho
người nhìn họ thấy thích hợp. Mọi người nhớ cho anh ấy một like và comment để anh ấy sống sót qua mùa dịch Covid. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nhớ đăng ký vào kênh của The Line để theo dõi thêm những video sau. Và các bạn có thể thắc mắc là chia sẻ thông số này thì video sau The Line có thể là chia sẻ cái thông số blend màu này cho mọi người. Và còn cái blend màu phim kia thì The Line đã từng chia sẻ rồi. Các bạn coi trên bài video hoặc là dưới phần mô tả các The Line có để link để các bạn hiểu thêm cái màu phim đó. Và The Line cũng hy vọng rằng nếu như các bạn yêu thích The Line thật sự thì đăng ký vào kênh The Line, ủng hộ The Line. Và nếu mà đạt được 100.000 lượt sub thì The Line sẽ quay lại những cái màu sắc mà The Line đã chia sẻ, The Line tặng lại cho mọi người xài nhé. Rồi, cũng không biết nói gì nữa. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn lại cái video sau.